công ty cổ phần đầu tư Everland được thành lập vào năm 2009. Với tầm nhìn dài hạn, chiến lược phát triển của Everland là đầu tư đa ngành nhưng tập trung vào những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao và bền vững như bất động sản, xây dựng, khai khoáng, thương mại, dịch vụ. Qua hơn 10 năm xây dựng, phát triển và nỗ lực không ngừng, Everland này đã trở thành tập đoàn lớn theo mô hình công ty mẹ con và đang sở hữu một loạt các công ty con và nhiều thương hiệu nổi tiếng về đầu tư bất động sản, du lịch và xây dựng. Là Everland, Crystal Holidays và Viettel tạo thành một hệ sinh thái đa dạng và bền vững. Trong lĩnh vực bất động sản, sau một thời gian chuẩn bị, những cọc móng đầu tiên của dự án Crystal Holidays Harbor Vân Đồn đã được khoan vào lòng đất, dự kiến khi hoàn thành vào năm 2021. Đây sẽ là tổ hợp khách sạn 5 sao đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Vân Đồn. Dự án khu nghỉ dưỡng Vũng Lắm tại Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để khởi công trong thời gian sớm nhất. Dự án tổ hợp khu vui chơi, giải trí và thương mại Everland Park tại Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh giải phóng mặt bằng và điều chỉnh quy hoạch. Trong tương lai không xa, nơi đây sẽ trở thành khu công viên giải trí kết hợp dịch vụ đẳng cấp trong khu vực. Cùng với đó là hàng chục dự án khu đô thị khác đang được Everland nghiên cứu triển khai tại Vĩnh Phúc, Hà Nam, Quảng Ninh, Yên Bái, Hòa Bình và Hà Nội. Góp phần đưa Everland sớm trở thành tập đoàn bất động sản lớn tại Việt Nam với các dòng sản phẩm bất động sản du lịch, đô thị và nhà ở thương mại cao cấp. Trong lĩnh vực xây dựng, hàng loạt công trình do Everland trúng thầu đã được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các hạng mục thi công và bàn giao cho chủ đầu tư trong năm 2019. Tiêu biểu phải kể đến khu đô thị Sudico Nam An Khánh, Hà Nội, khách sạn Nasimex Nam Định, tòa nhà số 17 Tôn Đản, Hà Nội. Bên cạnh đó, Everland cũng đang kiện toàn và mở rộng lĩnh vực kinh doanh truyền thống là vật liệu xây dựng, phát triển hệ thống đại lý phân phối các sản phẩm nội ngoại thất tại các tỉnh thành, với mục tiêu chiếm lĩnh thị phần trên thị trường vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Trong lĩnh vực du lịch, sản phẩm du lịch trải nghiệm Active Travel của Crystal Holidays sau khi được nâng cấp đã lọt vào top 10 bình chọn thương hiệu du lịch trải nghiệm độc đáo của châu Á năm 2019. Crystal Holidays đang từng bước vẽ lại bản đồ du lịch Việt Nam, đẩy mạnh liên kết mạng lưới cơ sở lưu trú, các điểm đến khắp trong và ngoài nước và tung ra các sản phẩm du lịch mới, độc đáo dựa trên việc tối ưu hóa hệ thống công nghệ thông tin và ứng dụng triệt để thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Các dòng thẻ du lịch thông minh với những đặc tính ưu việt, vượt trội được Crystal Holidays lần lượt tung ra thị trường năm 2019 và những năm tiếp theo, đem lại cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời trong các kỳ nghỉ, đưa Crystal Holidays trở thành đơn vị tiên phong trong việc sáng tạo ra những mô hình mới trong ngành công nghiệp không khói. Hoạt động quảng bá thương hiệu Crystal Holidays cũng được đẩy mạnh thông qua nhiều diễn đàn xúc tiến du lịch tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng, Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 và chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Jakarta, Indonesia. Crystal Holidays cũng đã khai trương website bán hàng tại địa chỉ crystalholidaystravel.com để chuyên phục vụ dòng khách châu Âu, Trung Đông và Đông Bắc Á. Nhiều hợp đồng tổ chức tour cho khách inbound đã được ký với các hãng lữ hành lớn của Pháp và Bỉ như Mekong Aviation, NCT Travel. Đón đầu làn sóng du lịch đang bùng nổ, Crystal Holidays cũng hướng đến thiết lập hệ thống thông tin dịch vụ lưu trú, mở thêm các tour du lịch quốc tế gắn với dịch vụ MICE, tăng cường đầu tư liên kết hệ thống khách sạn, resort 4 sao, 5 sao, đầu tư đội du thuyền và tàu du lịch 5 sao phục vụ du khách cao cấp. Crystal Holidays cũng ký hợp tác với các thương hiệu lớn về quản lý khách sạn như Wyndham, Doyle, Centra và ứng dụng công nghệ 4.0 trong toàn bộ các công việc vận hành, quản lý dịch vụ để bắt kịp xu hướng du lịch hiện đại và nâng tầm chất lượng dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách du lịch. Trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn, năm 2019, công ty luật Viettel tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng với gần 2.000 yêu cầu vụ việc tư vấn được tiếp nhận và xử lý, tăng hơn 30% so với năm 2018. Trong đó, riêng lĩnh vực tư vấn về sở hữu trí tuệ có mức tăng trưởng 300%. Một số dự án tiêu biểu được Viettel tư vấn cho khách hàng trong năm qua gồm dự án khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, Vĩnh Phúc, dự án tổ hợp nghỉ dưỡng sân bay Park Hotel Resort Phan Giang, Ninh Thuận, dự án khu đô thị mới An Khánh Splendora, Hà Nội. Tư vấn tái cấu trúc tập đoàn Sovico là tập đoàn mẹ của ngân hàng HD Bank và hãng hàng không Vietjet. Tư vấn tái cấu trúc tập đoàn Sunstone. Bên cạnh đó, Viettel vẫn duy trì cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho nhiều tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước như Tổng công ty Đông Bắc, Tổng công ty Vicasera,
Tổng công ty xi măng Việt Nam Vsem, Tập đoàn Sovico Holdings, Tập đoàn Crystal Bay, Tập đoàn Sunstone, hãng hàng không Vietjet, Tập đoàn BH Flex Hàn Quốc. Đồng thời là người bảo trợ tin cậy về pháp lý cho các thành viên trong hệ sinh thái Everland. Thương hiệu Việt Thinh cũng hiện diện tại hàng loạt diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong khuôn khổ Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp Bộ Tư pháp, Viện Pháp luật và Kinh tế ASEAN, Cục Sở hữu trí tuệ, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC. Năm 2019, Việt Thinh đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị tặng bằng khen. Luật sư Lê Đình Vinh, Giám đốc Công ty Luật Việt Thinh cũng đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen cho thành tích cá nhân. Ngoài thành tựu trên các lĩnh vực hoạt động, năm 2019 cũng chứng kiến những bước ngoặt quan trọng trong việc tái cấu trúc mô hình quản trị, bộ máy nhân sự và xây dựng văn hóa tập đoàn. Tổng số nhân sự của tập đoàn đã tăng hơn 2 lần so với năm 2018, lên con số 400 người. Nhiều nhân sự quản lý có chất lượng đã về đầu quân cho Everland và các công ty con. Mô hình quản lý bộ máy và hệ thống nhân sự cấp cao đã được điều chỉnh theo hướng tinh gọn nhằm phát huy tối đa hiệu quả trong quản lý, điều hành. Trụ sở làm việc của tập đoàn đã được đầu tư mới tại tòa nhà 9799 Láng Hạ theo mô hình quản lý tập trung nhằm tăng tính chuyên nghiệp và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của Everland trong kỷ nguyên 4.0 và góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu của tập đoàn trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Everland cũng chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ nhân viên. Everland luôn là một trong số những doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội chấp hành tốt các quy định của pháp luật về lao động, chăm lo đầy đủ tiền lương và bảo hiểm cho người lao động. Với mục tiêu nâng tầm thương hiệu, Everland đã thông qua chiến lược phát triển thương hiệu giai đoạn 2020-2025 tạo tiền đề cho việc triển khai kế hoạch truyền thông và quảng bá thương hiệu của tập đoàn trong năm 2020 và những năm tiếp theo, góp phần định hình vị thế và uy tín thương hiệu Everland trong lĩnh vực bất động sản và dịch vụ du lịch trước các đối thủ cạnh tranh trên thương trường. Năm 2020 hứa hẹn sẽ là một năm đầy sôi động với những thời cơ vận hội và thách thức mới đang chờ đợi phía trước. Nhưng với tầm nhìn rộng mở, niềm tin, ý chí và khát vọng, năm 2020 sẽ là một năm hành động đối với tập đoàn Everland. Chúng ta cùng tin tưởng vào những thành công của năm mới để đưa Everland tiếp tục vươn đến những tầm cao mới.